Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện đồ chơi nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em ba cái mẫu túi củi, ba thông số túi củi màu mới nhá. Màu mới, màu hoa văn rèn di xanh nốm, rất là phong cách nhá. Đối với cái màu này, đây là cái màu thực tế nhá, màu thực tế này. Đối với màu này thì sẽ có cái mẫu cho anh em lựa chọn, đó là mẫu vát. Mẫu vát dài 1 mét nhá, mẫu vát dài 1 mét này. Mẫu vát dài 1m2. Đây, mẫu này mẫu vát dài 1m2 này. Anh em thấy nó dài hơn. Đây. Màu thì màu thực tế này nhá. Em quay chậm chậm thôi cho anh em xem kỹ cái màu để anh em chọn nhá. Đấy. Rất là đẹp, rèn di xanh đốm nhá. Có mẫu 1 mét, mẫu 1m2 là mẫu vát. Và có thêm một mẫu nữa cho anh em chơi SD, chơi con đồ U lựa chọn, đó là cái mẫu 85 cm, 85 phân. Đối với mẫu 85 phân thì màu là như này. Đây này, hai cái màu này là có sự khác biệt nhau một chút đấy nhá, có sự khác nhau một chiếc. Thì anh em xem là kỹ anh em thấy nhá, chứ không bảo là lấy cái 85 mà lại đòi cái màu giống như này là không có. Nói chung là nó khác nhau một chút, màu nào cũng là màu đẹp, phong cách, chất, ngụy trang xanh đốm nhá, màu mới. Ngoài ra mấy cái mẫu cũ truyền thống như là rèn di vàng này, rèn di vàng này, hoặc là mẫu màu đen này, hoặc mẫu màu đen thì bên shop vẫn còn nhá, vẫn còn. Các bác nào có nhu cầu mà dùng mấy loại màu đen, màu rèn di vàng hay là màu những cái màu truyền thống ấy trước ấy là shop vẫn còn nhá. Thế cái túi này nó là cái túi củi giá rẻ, túi củi xách tay. Xách tay là xách như thế này. Xách tay này và có dây chéo để đeo vai. Dây chéo này này để đeo lên vai nhá. Đấy, đeo lên vai. Dây thì nó sẽ nằm ở trong túi này rồi nhá. Dây chéo đeo vai. Thì cái mẫu này là mẫu giá rẻ, mẫu này là mẫu 350.000. 350.000 là cho tất cả các thông số đều bằng tiền nhau hết, cả 85, cả 1m, cả 1m2. Hôm nay giới thiệu với các bác về cái mẫu màu mới này để cho các bác cập nhật được nhá. Các bác thấy được thì các bác liên hệ nhá. Các bác vui lòng liên hệ với số điện thoại mà tôi gắn bên cạnh tiêu đề hoặc số điện thoại ở trên màn hình. Số điện thoại đang hiện trên màn hình nhá. Các bác alo trực tiếp, hàng luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Đấy, túi ống sốc này, quần áo ngụy trang đống rơm này nhá. Nói chung là khá nhiều đồ cho anh em đam mê chơi đấy, ngụy trang đống rơm. Như là mấy clip trước tôi có giới thiệu đấy, nó tu tua giống như đống rơm này nhá. Cái này là túi chống sốc, túi đựng củi nhá, túi đựng câu, đồ câu nhá. Chất liệu thì vẫn là hàng như lần trước thôi, mảng bò dây, ở phía trong là có mút êm nhá. Túi này là túi giá rẻ, có mút êm, là mút êm này, mút êm 3 phân nhá. Giá là 350.000 cho các thông số. Túi này gọi là túi xách tay mà đeo vai. Thế còn cái mẫu túi mà nó đắt hơn, đó là 420.000 ấy, thì cái mẫu túi có dây đeo phía sau lưng giống như ba lô, nhưng mà ngược lại là cái mẫu túi đấy này không có mút êm, không có mút êm. Mẫu này là mẫu có mút êm. Hôm nay giới thiệu với các bác ba cái mẫu, đó là mẫu 85 cm vuông, vuông 85 cm là màu như thế này nha, màu như này, cái màu như này. Thế còn đây này, vẫn thương hiệu 911 này. Và tiếp theo là hai cái mẫu vát, đó là một mẫu vát 1m2 và mẫu vát 1m. Đấy, 1m2 và 1m. Hai cái mẫu này thì sẽ màu giống đặc như nhau nhá, giống đặc như nhau. Rồi các bác xem kỹ màu mè. Giá này các bác đã nắm được rồi, 350.000 một túi. Có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới các điện số điện thoại nhá, số điện thoại trên màn hình luôn. Hàng thì ship COD và tới nhà cho các bác bóc ra xem và kiểm tra đúng cái túi như thế này, đúng màu mã, màu sắc như này là các bác nhận hàng, thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu sản phẩm sau nhá. Xin chào.